Em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh Hoa Kiển Select của em nha. Thì chị hôm nay em xin lên cái video báo giá cụ thể một số loại ôn trang bên em nha anh chị. Thì trước hết thì em lên cây trang trắng lá chung hàng một cốt. Đây cốt của nó nè, nhỏ hơn ngón cái của em ha. Thì bên này nó cái rễ của nó lên thì một cây nhỏ nè. Đây một cốt, hàng một cốt thành chậu luôn. Chậu này thì bữa nay em thanh lý chậu này là 500.000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Một chậu duy nhất này thôi nha, ngày hôm nay thôi. Chậu này là 500.000 em bao ship. Anh chị nào lấy thì comment số điện thoại hoặc alo trực tiếp vào số điện thoại của em là 0337432691. Và tiếp theo thì em lên cây cam Đài Loan. Thì hàng này của em cũng là một cốt luôn nè. Hơi tối thôi. Cây này thì nó chưa có bông nha anh chị. Cây này kêu cây bự nhưng mà nó chưa có bông. Có mấy cây có bông thì em gửi hết rồi. Cây này là 300.000 nè. 300.000 nha anh chị. Tàn cấp C nè. Thì cây này em có hàng cây giống luôn. Cây giống thì cao khoảng một gang tay của mình là 60.000. Cây lớn là cây này đây. Anh chị cắt giống ra thì nó ngợi hơn cây nhỏ ha. Còn cái này là cây trang tím sen lá chung. Đây anh chị. Rồi chá nắng em quay cái hướng này vô cho nó chá sáng chứ. Cho nó rõ nha. Đây cái tím sen lá chung, cái cốt của nó nè. Tím sen lá chung. Cây như vậy đây là 300.000 nha anh chị. Cây này là em không bao ship nha, em chỉ bao ship cây trang trắng thôi nha. Còn cây bên em là em bao ship từ 4 chậu nha anh chị. Tiếp tục thì em lên cái này là cái cây cẩm thạch. Cao cả 1 tấc 7 tấc 8 nha. Thì đây, cây cẩm thạch của em đây. Cây này là 300.000 một cây nha anh chị. Cây cẩm thạch. Cây này hễ lâu lớn. Còn đây em lên mẫu này là mai thái. Thì cái mai thái em gửi bên trên chị thì nó như vậy luôn, 100.000 một cây. Cây này là cây mai thái màu đỏ nè. Cái trong nè. Còn bên đây là cây mai thái màu vàng nè. Mỗi một chậu như vậy là 100.000 hết. 100.000 cây mô thai mai thái nha anh chị. Đây thì cây tím sen. Tím sen, tím sen thái đó anh chị. Bông của nó là như vậy đây. Nó bị chá sáng rồi. Cái tím sen thái. Quay từ xa nha. Nó bị mờ mờ từ sao. Đó, thì tím sen thái này là 60.000 một cây nha anh chị. Tím sen thái. Còn cái mẫu này em lên là cây vàng lá sắn. Thì đây. Cây vàng lá sắn của em nó như vậy đây. Một chậu như vậy là 60.000 một chậu luôn nha anh chị. Vàng lá sắn, cái bông của nó nè. Đó. Vàng lá sắn. Tiếp tục em lên cái mẫu đỏ lá sắn luôn, cũng y như vàng lá sắn ha, thì cái bông của nó đây anh chị. Nó nở ra nhìn rất là đẹp nha. Cái này thì cái bông nó nở rồi. Cái đỏ lá sắn thì nó hơi nhỏ hơn cái vàng lá sắn nha anh chị. Đây, cái chậu nó cái cây bị lớn như đây, từ xa em quay cho anh chị nhìn cho dễ ha. Cây ăn của mình nè. Cây này là cũng 60.000 một cây luôn nè. Này là bông nở rồi nè, nhìn nó bao đẹp luôn nha. Đây là cây trang sen đỏ lá nhỏ anh chị. Cây này là cũng 60.000 một cây luôn nè. Sen đỏ lá nhỏ. Đây, bụi như vậy. Sen đỏ lá nhỏ. 60.000 một chậu nha. Cái đây là cái cam thái. Cam thái bên đây nó nở quá trời nở rồi nha. Nãy nở muốn tàn nó đậm nó lên muốn đỏ luôn. Bụi như vậy 60.000 một bụi luôn anh chị. Cam thái. Cam thái nó nhỏ. Mẫu này của em là trang trắng lá chung anh chị. Trắng lá chung có búp nụ vậy luôn nè. Đây, cốt cao khoảng một gang của mình nè. Trắng lá chung nè. Chậu như vậy là 65.000 một chậu luôn nha anh chị. Trắng lá chung. Bên đây thì là hồng phấn. Hồng phấn lá chung anh chị. Chậu dâu anh chị là chẳng có bông, có mặt bông rồi đầy đủ. Hàng một cốt như vậy đây là 50.000 một chậu nè. Hồng phấn lá chung. Bên đây là cây vàng pháp. Đây cái bông bên này nó nở nhìn đẹp nha anh chị. Cây này là hàng cây giống nha. Hàng cây giống này là vàng pháp này em giao cây là 40.000. Em bao ship là từ 10 cây nha anh chị. Hàng cây giống là em bán riêng nha. Ví dụ như mình kẹp đơn nhưng mua 4 cây bông một cây vàng pháp là em không có bao ship được nha anh chị. Em bao ship cây này là từ 10 cây nha.
cây này cam Đài Loan, mình giới thiệu rồi. Còn cây Mỹ Hồng của mình đâu rồi ta? Đây cây Mỹ Hồng đây. Mỹ Hồng thì em giao cây Mỹ Hồng như vậy đây, cao khoảng 3 tấc của mình anh chị. Đây, hàng một cốt cao khoảng 3 tấc của mình như vậy đây. Một cây này là em giao là 10 cây là 300 ngàn, em bao ship luôn anh chị. Giao một lần là 10 cây, 300 bao ship. Đây là Mỹ Hồng. Đây là cây trang tàu Lai Thái anh chị, hàng cây giống. Cây nó cao khoảng 1 gang như vậy nè. Đây, cây khoảng 1 gang như vậy đây. Đó, hiện cây như vậy là 20 ngàn. Em giao một lần là 10 cây là 200 ngàn, em bao ship luôn nha anh chị. Đây, còn mẫu cuối cùng của em thì có cây này là cây nở nhung lá lớn anh chị. Cây này bữa nay nó chưa nở nè. Nó nở ra bông nó đỏ, nó đậm, nó bự lắm nha anh chị. Thì cây này là 80 ngàn một cây nè anh chị. Đỏ nhung lá lớn đó. Rồi cây này là 80 ngàn một cây, nó bự lắm, quay từ xa anh chị coi nha. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã xem hết cái video của em nha. Anh chị xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để đón theo dõi những clip tiếp theo của em nha anh chị. Chúc anh chị xem video vui vẻ nha.